Thưa quý vị, thời gian gần đây số ca mắc mới COVID-19 tại nước ta đang có xu hướng gia tăng. Cụ thể số ca trong tuần từ mùng 8 tới 14 tháng 8 là hơn 13.800 ca, trung bình mỗi ngày gần 2.000 ca mắc mới. Và điều đáng lo ngại khi số lượng bệnh nhân COVID-19 nặng phải nhập viện thì cũng có xu hướng tăng lên tại nhiều cơ sở điều trị. Và phần lớn họ là những người cao tuổi, mắc nhiều bệnh lý nền. Hai ngày trước, bệnh nhân này được đưa vào bệnh viện điều trị cho người bệnh COVID-19 trong tình trạng khó thở, mệt mỏi. Trên nền bệnh lý đái tháo đường, biến chứng Shitton mức độ nặng, hiện bà đang phải thở máy. Vào trong viện test PCR thì bác sĩ mới bảo là mới biết là bị COVID. Nhưng trước đó cũng không có biểu hiện gì hay sốt, nhưng mà có biểu hiện là khó thở, các thứ cũng ngáp ngáp không thở được. Cái khoảng thời gian giữa mũi 3 và mũi 4 nó hơi lâu nên là chưa kịp tiêm nên là mới nặng như thế. Bệnh nhân 86 tuổi này cũng đã phải vào bệnh viện điều trị COVID-19 hơn một tuần nay. Hiện bà vẫn khá mệt mỏi. Người nhà cho biết bà mới tiêm 2 mũi vaccine COVID-19. Cụ tôi mệt, thế là lại không đi tiêm được. Kiểu ốm này, đi viện suốt ấy. Cứ thỉnh thoảng vài bữa lại đi viện rồi. Chứ tại vì cụ hay bị phổi, mệt mỏi, nhưng không muốn tiêm cái đấy về, nhưng may cụ sốt lại mệt thêm. Tại bệnh viện điều trị cho người bệnh COVID-19, nếu một tháng trước chỉ có từ 15 đến 20 bệnh nhân nằm điều trị nội trú, thì nay con số này đã tăng gấp đôi là gần 40 trường hợp. Trong đó chủ yếu là người cao tuổi, người có bệnh lý nền không thể tự chăm sóc tại nhà. Đáng nói, số ca nặng đến nguy kịch cũng có xu hướng tăng. Đa số là các bệnh nhân tiêm từ 2 đến 3 mũi vaccine. Tuy nhiên là cái thời gian tiêm nó kéo dài, nó quá cái thời gian mà đảm bảo cái kháng thể ở trong cơ thể. Do đó là những bệnh nhân đấy thường sẽ dễ nhiễm lại COVID hơn so với những người khác. Trong khi đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hiện có 143 bệnh nhân đang điều trị COVID-19. Trong đó hơn 1/3 trường hợp là nặng, nguy kịch phải thở máy. Hầu hết bệnh nhân nặng là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch. Trong đó nhiều người chỉ được tiêm 2 mũi hoặc 3 mũi vaccine COVID-19, bỏ quên các mũi nhắc lại. Do thời gian tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 gần nhất này, cách đây cũng phải tầm 6 tháng rồi, nên là cái hiệu lực vaccine, cái nồng độ kháng thể là thấp, dẫn đến là những bệnh nhân này rất là dễ mắc trở lại, và những người mà có nguy cơ mắc nặng thì sẽ mắc và nặng hơn, nên là cái việc mà tiêm mũi 4 cũng rất là quan trọng đối với những người có yếu tố nguy cơ cao. Ngành y tế nhận định, bên cạnh nguyên nhân tiêm mũi nhắc lại thấp, thì các biến thể phụ BA.4, BA.5 cũng là nguyên nhân khiến ca mắc lây lan nhanh hơn với khoảng 13%. Tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em thì là biện pháp quan trọng để mà phòng chống các cái biến thể BA4, BA5 và các cái biến thể mới. Chúng ta phải khẳng định rằng vaccine phòng chống COVID-19 nó không bảo vệ được cái việc mà anh không mắc một cách hoàn toàn, nhưng nó cũng có những cái giảm mắc, và đặc biệt là khi mà anh bị mắc thì anh không bị chuyển nặng, không bị tử vong, không bị quá tải hệ thống y tế. Thế nên là cái việc mà tiêm vaccine phòng chống COVID-19 là rất cần thiết. Các chuyên gia cảnh báo, COVID-19 vẫn rất khó lường, rất nhiều biến chủng mới đã xuất hiện. Nếu chủ quan, số ca mắc tăng nhanh, dịch có thể bùng phát trên diện rộng, vượt quá năng lực hệ thống y tế. Theo đó, số ca nặng, tử vong cũng tăng theo. Hiện bên cạnh sự gia tăng trở lại của COVID-19, nhiều bệnh truyền nhiễm khác cũng đang có diễn biến phức tạp. Vì vậy, người dân tuyệt đối không được chủ quan, tuân thủ các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là tuân thủ tiêm đủ liều vaccine, tránh hiện tượng dịch chồng dịch.